là trong cái thời gian gần đây là mẹ có như thế nào không? Có mà cậu nói đi chung với người nào không, cũng không biết. Người nào là trai hay gái? Dạ trai. Là người đàn ông. Dạ. Người đàn ông độ tuổi khoảng bao nhiêu con biết không? À em biết không? Dạ tầm 28. 28 tuổi. Dạ. Mẹ năm nay nhiêu? Dạ 38. Trời đất ơi. Dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi các kênh của anh em đội hiệp sĩ Thanh Hà Bình Dương. Trước khi vào câu chuyện một người con đi tìm người mẹ thì em xin gửi lời tới tất cả các cô chú anh chị hiện nay là cảnh giác trên các trang mạng xã hội rất nhiều chiêu trò lừa đảo, đặc biệt rằng là việc nhẹ lương cao và những cái chiêu trò là lừa làm nhiệm vụ cũng như là tìm việc làm tại nhà, việc làm online. Em rất mong tất cả các cô chú anh chị xem đề phòng cảnh giác cao độ, bởi vì rất nhiều người đã liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cầu cứu cũng như là chia sẻ cái sự việc bị các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo, nên mong rằng tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là các bậc phụ huynh cho con em mình chơi điện thoại hết sức cảnh giác, tuyên truyền cho con em mình tránh các trường hợp và con em mình bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, cũng như là các chị em phụ nữ, đặc biệt là các cô chú ở lứa tuổi cao bị những cái đối tượng có thể là răng bẫy, thứ nhất là bẫy tình, thứ hai là bẫy làm việc làm nhiệm vụ, tránh trường hợp là bị vừa mất tiền vừa gặp nhiều cái sự cố trong cuộc sống. Và sau đây em xin mời tất cả các cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe theo dõi hết video ngày hôm nay, một câu chuyện một người con, đặc biệt là đơn gái còn rất trẻ về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm mẹ, câu chuyện như thế nào thì em xin phép xin mời tất cả cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe và theo dõi hết video này. Xin phép chào em gái, em có thể giới thiệu là em tên là gì? Dạ em tên Vi. Em Vi ha. Vi nói chuyện lớn này giúp anh nhá. Dạ. Vi năm nay là nhiêu tuổi rồi Dạ Vi? em 20. 20. Vi là quê quán ở đâu đây? Dạ quê ở Cà Mau. Cà Mau. Hôm nay là em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương là đi tìm mẹ đúng không? Dạ. Mẹ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ Trần Thị Thảo. Trần Thị Thảo. Dạ. Mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ 38. 38 tuổi. Mẹ là đi hay là như thế nào đây? Dạ mẹ đi làm ấy. Em có thể chia sẻ cái sự việc cụ thể là mẹ đi làm Dạ. và tại sao em lại phải đi tìm? Dạ không liên lạc được. Em chia sẻ đi. Dạ tầm trước khi mẹ đi là vẫn còn liên lạc, nhưng mà sao sao mấy ngày nay là không có liên lạc được nữa. Mẹ đi là đi tại đâu em? Dạ đi ở Thái Hòa. Thái Hòa. Thái Hòa, Bình Dương. Thái Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Dạ. Hôm nay là em về đây cùng với ai đây? Dạ một mình. Ba em đâu? Dạ ba ở dưới quê. Tại sao ba không đi tìm mẹ? Dạ còn có em nhỏ. Ba và mẹ là có sống chung với nhau nữa không? Dạ không. Lý do? Dạ đi hôn. À, tức là ba và mẹ em là ly dị rồi đúng không? Dạ. Em là được mấy anh chị em? Dạ ba. Em là con thứ mấy đây? Dạ con thứ hai. Con lớn hả? Dạ đúng rồi. Em là ở với mẹ hay là như thế nào, hay ở riêng? Dạ ở riêng. Còn mẹ em lên Bình Dương là ở với ai? Dạ ở với cậu. Cậu. Em có thường xuyên lên thăm mẹ không? Dạ không. Em là làm việc ở đâu? Dạ ở Biên Hòa. Ở Biên Hòa. Dạ đúng rồi. Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Sao em biết được cái thông tin là mẹ em không liên lạc được? Dạ mấy người lớn điện không ai được hết, nên người ở gần đó cũng nói luôn Nói sao cho em? biết. Cho biết nó là mẹ đi rồi. Bao lâu rồi là em chưa lên thăm mẹ? Tháng trước em lên là lên đấy thăm mẹ, là mẹ có bình thường không? Dạ có. Mẹ là làm việc gì? Dạ làm công ty ốc vít. Mẹ làm ở Bình Dương lâu chưa em? Dạ mới lên hồi Tết tới giờ. Vậy ba với mẹ là thôi nhau lâu chưa? Dạ 1 tháng. Mới 1 tháng hả? Mẹ là thường thường đi làm ở đấy là chỉ có em lên thăm thôi chứ mẹ đâu có thăm em hả? Dạ. Còn em làm ở Biên Hòa là em làm với ai? Dạ em làm với chồng. À em có gia đình rồi hả? Dạ có. Sao hôm nay không 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 chồng đưa chồng không đưa về đây hả? Dạ không, em đi một mình. Sáng em đi bằng xe gì lên đây? Dạ đi xe gáp. Trời đất ơi, chồng bận công việc hay như thế nào? Dạ đi xin công ty không được. Chồng em kìa, Dạ là chồng đang ở nhà. Dạ làm, đi làm công ty mà xin không cho nghỉ. À, tức là chồng đi làm xin nghỉ không được đúng Dạ không? đúng rồi. Em đã lên cái chỗ mẹ em ở chưa? Dạ rồi. Lên đấy thì em hỏi cậu em chưa? Dạ hỏi rồi. Cậu nói sao? Cậu nói là không có liên lạc mà cũng không có điện về luôn. Cậu có hỏi là trong cái thời gian gần đây là mẹ như thế nào không? Có mà cậu nói đi chung với người nào cũng không biết.
Người nào là cha hay gái? Dạ trai. Là người đàn ông. Dạ. Người đàn ông độ tuổi khoảng bao nhiêu con biết không? À em biết không? Dạ tầm 28. 28 tuổi. Dạ. Mẹ năm nay nhiêu? Dạ 38. Trời đất ơi. Cậu chia sẻ có theo như em cái câu chuyện cậu chia sẻ em có thấy gì đó mập mờ không? Dạ có. Mập mờ sao? Em nói đi. Nghĩ mẹ bị dụ này kia thôi. Cậu có nói rằng là cái người đàn ông đấy là bạn trai của mẹ không? Dạ không. Chứ nói như thế nào? Cũng cậu cũng không biết nữa, cậu nói là đi chung vậy thôi, rồi tới mẹ đi là có ông đó mà em rước thôi. Cái người thanh niên kia lại rước? Dạ. Lại rước mẹ đi luôn? Dạ, người dân ở đó người ta biết, người ta thấy. Chòm chòm xung quanh xóm trọ đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ đi là mẹ mang theo những thứ gì đi đây? Đem đồ không mà còn đồ ở lại phòng trọ đó, chưa có trả phòng trọ cho người ta. Ừ. Vậy là đi cụ thể là ngày nào? Dạ đi ngày 14. Ngày 14 mà hôm nay là 21 rồi. Dạ. Yeah. Trời đất ơi. Bữa giờ em có gọi được cho mẹ không? Dạ không. Gọi cho mẹ thì như thế nào đây? Dạ bị tắt máy không mà, nó khóa máy rồi. Khóa máy hả? Dạ. Em có hỏi cậu rằng là mẹ quen cái thanh niên đó lâu chưa không? Cậu nói mới quen rồi. Mới quen mấy ngày. Mẹ ở chung với cậu hả? Dạ. Chung phòng trọ luôn hả? Dạ, gần phòng trọ. À, cùng giày trọ. Vậy là lần này mẹ đi là mẹ không từ biệt gì hết, không nói gì hết. Dạ không. Có trước mẹ đi mẹ nói là mẹ đi qua quận 7 làm á. Ừ. Nói với em. Dạ nói với mẹ chồng. Nói với mẹ chồng thôi chứ không. Tức là nói với lại bà nội. Mẹ chồng của mẹ. À nói với bà Xui. Dạ. Xui ra đúng không? Dạ. Không nói với em hả? Dạ không, chỉ nói với mẹ chồng là đi qua đó làm việc nhẹ lương cao gì thôi. Ồ trời ơi, việc nhẹ lương cao. Dạ. Lâu chưa em? Dạ hồi của 14 là trước khi đi là mẹ có điện. Điện rồi nói qua bữa sau không điện được. 13 là nói 14 là đi luôn. Dạ đúng rồi. Và đặc biệt là hôm đi là có một thanh niên ước chừng độ tuổi 28. Dạ. Em có biết tên thanh niên đó là gì không? Dạ không biết. Vậy là thanh niên đó đến chở? Dạ. Xe chở xe máy hay xe gì? Dạ xe máy. Mình có biết được xe màu gì, hiệu gì, biển số bao nhiêu không? Dạ không. Ừ. Vậy là em rất mịt mù thông tin. Dạ. Em không biết được cái thông tin. Dạ. Đúng rồi, hôm nay cậu của em phải về đây nữa này. Dạ. Để giúp em tìm mẹ này. Dạ. Mình có thông báo cho cậu biết là hôm nay mình về đây tìm mẹ không? Dạ có, mà cậu bận đi làm. Em có thông báo cho các em của em biết không? Dạ em không thông báo hả? Dạ. Ừ. Chỉ có người nhà, người lớn biết. Người lớn, ông bà ngoại biết không? Dạ không, có mấy gì với cha với em. Ba là ba ruột của em? Dạ đúng rồi. Ba nói sao không? Ba kêu, cha kêu là đi kiếm đi rồi không được thì mượn mấy chú đăng lên dùng. À mượn mấy chú hiệp sĩ Bình Dương đăng. Dạ. Tại vì chỉ kiếm mẹ về. Tại vì có em ở nhà bệnh á, nên là kiếm mẹ về này kia. Có em nào là ở chung với mẹ không? Dạ không. Vậy là hai em là ở chung với ba? Dạ. Ba mẹ là chính thức ly dị chưa, ra tòa chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Ủa sao mẹ mẹ là không nuôi đứa nào hết hả? Dạ không. Giờ cha làm đơn lại kêu mẹ về đặng rước. Cha làm đơn là sao? Ý là đâm đơn đặng cho mẹ rước em rước à, một đứa. Em út của em là mấy tuổi? Dạ em út 11, học lớp 4. Còn em kế? Dạ em kế 17 tuổi. 17 tuổi hả? Các em của em biết chuyện mẹ bỏ đi chưa? Dạ biết. Em và ba là có hay liên lạc với nhau không? Dạ có. Ba có quan tâm biết mẹ bỏ đi, ba có quan tâm mẹ không? Dạ biết. Còn thương mẹ nhiều không? Dạ còn. Cha kêu, giờ kêu mẹ về đi rồi cho cha nói chuyện, gặp mặt với con. Tức là ba vẫn còn lo lắng quan tâm dạ, cho mẹ? Dạ. Cha sợ, sợ người ta dụ đưa qua Campuchia này kia. Đúng rồi, có thể đưa qua sang Campuchia. Trước khi mà mẹ đi, mẹ có gọi mẹ nói là mẹ qua đó, mà cũng không biết. Cha sợ rồi, cha kêu đi. Vậy là ba chứng tỏ rằng là ba còn rất là thương mẹ. Mặc dù là đường tình đôi ngả, mỗi người mỗi nơi. Dạ. Nhưng tình cảm của ba vẫn dành cho mẹ vẫn nhiều ha. Dạ. Bởi vì ba cũng không muốn các con là mất mẹ. Đúng không? Dạ. Em đang sợ nhất mẹ em gặp điều gì đấy? Sợ người ta đưa đi qua bên kia bán. Qua Cam bán? Dạ đúng rồi. Thậm chí là đưa qua Trung Quốc. Dạ. Lừa đảo qua Trung Quốc đúng không? Dạ. Em có hỏi cậu là mẹ quen cái thanh niên đó bằng cái hình thức nào không? Dạ qua mạng.
mạng xã hội đúng không? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, rất nguy hiểm. Cái tình trạng mà các, đặc biệt rằng các chị mà cái tuổi trung niên, ba mấy, 40, 50 chơi mạng xã hội mà quen những cái thanh niên, những người đàn ông trên mạng, thì mong rằng các chị hết sức cảnh giác. Bởi vì hiện nay rất nhiều cái trường hợp là các chị tuổi lớn tuổi rồi bị sập bẫy, thứ nhất là bẫy tình, thứ hai là bẫy về công việc, bị bọn chúng lừa một cách là rất là chót lọt luôn. Nên mong rằng các chị chơi mạng xã hội hết sức cảnh giác, bởi vì là bọn chúng nó rất nhiều chiêu trò và đánh đúng vào cái tâm lý của chị em phụ nữ, đặc biệt là những cái chị mà mẹ đơn thân này, những cái chị mà đang có gia đình nhưng mà có thể là trong cái thời gian cãi vã hoặc trục trặc với chồng nè, và những cái chị mà ly dị chồng đó. Nên mong rằng các chị hết sức cảnh giác. Lần này mẹ đi mà mẹ không báo cho gia đình, không nói cho người thân biết là đi đâu và như thế nào, đặc biệt lên xe máy gom hết đồ để đi theo một người đàn ông, đặc biệt một người đàn ông rất trẻ tuổi, chênh lệch 10 tuổi, mẹ 38 mà người thanh niên kia mới 28, thì chưa biết là cái người thanh niên này sẽ như thế nào, không biết rằng là có ý đồ gì với mẹ của em. Em phải nói một cái điều gì đó với mẹ đi. Hy vọng mẹ xem được video này, mẹ sớm quay trở về. Dạ, mẹ muốn mẹ về nuôi em, giữ em, cho cha đi làm kiếm tiền nuôi em. Về với cha mẹ, về với em. Khi mà cả ba và cả mẹ bắt buộc phải dừng lại, không thể sống với nhau được, và mọi người mọi nơi đường tình đôi ngả, con cái thì chia cách, em buồn không? Dạ buồn. Khoảng thời gian đó là lâu cho em? Dạ lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ không nhớ. Một năm nay. Một năm nay nhưng mà mới chính thức ra tòa là một tháng hả? Dạ. Hồi Tết tới giờ. Em lấy chồng lâu chưa? Dạ mới lấy chồng. Bao lâu rồi em? Dạ hồi khoảng năm, 2 năm. Lấy 2 năm. Dạ. Cái thời điểm đó là ba mẹ vẫn còn hạnh phúc mà đúng không? Dạ. Em là có em bé chưa? Dạ có rồi. Có rồi hả? Hôm nay là em cũng phải nghỉ hết công ăn việc làm để em đi tìm. Em là đang làm công ty hả? Dạ đúng rồi. Khi mà em có gia đình, em làm mẹ thì em mới hiểu ha. Dạ. Em có điều nào em nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp em tìm mẹ em không? Dạ có. Em nói đi. Dạ em nhờ cộng đồng mạng kiếm có thông tin này cho em xin chỗ của mẹ. Hy vọng rằng chị gái xem được video này, thấy con gái của chị về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm chị, thì mong rằng chị đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Đặc biệt là chị về như con gái của chị chia sẻ là về để còn nuôi con của chị nữa. Mà tới giờ phút này là chị quen một cái người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông này nhỏ tuổi hơn chị 10 tuổi. Mà chị đi theo người đàn ông đó, chưa biết là người ta dùng cái chiêu trò hình thức lừa đảo dụ dỗ chị là đi đâu làm gì như thế nào. Nhưng tới giờ phút này là con gái của chị đang rất là hoang mang và lo lắng cho chị, không biết là chị tới giờ phút này có được an toàn hay không và như thế nào. Thì rất mong rằng là chị xem được video này hãy sớm liên hệ phản hồi về với gia đình, đặc biệt về với các con của chị, để các con của chị yên tâm và đỡ lo lắng về chị hơn nha chị gái. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương tìm kiếm được cái thông tin của chị, cũng như là giúp chị gái sớm quay trở về đoàn tụ với các con của chị. Sự việc của em thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha em gái. Thì hôm nay em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm mẹ. Em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm mẹ em không? Dạ có. Toàn bộ thông tin câu chuyện em vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ có. Đúng không? Dạ đúng. Rồi cuối video anh chúc em cũng như là gia đình nhỏ của em và gia đình lớn nhiều sức khỏe. Cái điều đặc biệt là mẹ em sớm quay trở về một ngày gần nhất em gái nhé. Dạ. Rồi xin phép chào em nhé. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.